đi dắt tay. Mình cũng có ở trong đội đi dắt tay luôn nha mọi người. Dương cố lên. Thì bữa mình đi dắt tay nhưng mà hơi xui là không đi dắt tay được rồi. Chơi ngồi trên này không mà trời mưa cho nên cầu thủ ra sân một mình. Còn nay mình sẽ đi dắt tay được rồi. Các cầu thủ dưới sân nữa. Của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Về phía DPF,
Xin trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Hùng, Phó trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tổng công ty BKMS IDC. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Đức Thành, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Dương. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. Và xin trân trọng giới thiệu ông Cao Văn Chống. Thank you.
bộ đồ của Nguyễn Tiến Linh đến cái này thì tầm 11 tấm ạ. Nguyễn Tiến Linh cũng muốn. Thế mà bộ đồ Nguyễn Tiến Linh. Ủa làm gì mặc áo vô bà? Mặc áo vô thì vậy thì... Hải quá trời luôn em ơi, sao anh? Sao anh? Anh Hải áo quá trời. Đang đứng chờ gì ạ? Dạ. Hai bạn đang đứng chờ gì ạ? Ok, để coi có chờ có xe được không nha. Come on, come on.
lên được hả? Thôi cầm đây, ok, đưa lên. Yeah. Hai bạn đưa lên. Nhưng mà cái ok, vậy chút nữa mình sẽ chờ tiếp. Đưa ra đi Vũ. Vũ ơi, đưa ra. Cái này anh Tiến Linh mới vừa thải. Mới vừa thải tặng. Đủ vốn rồi. Ủa, có chữ ký luôn hả? Không có chữ Nguyễn. Cái sao áo. À, áo của anh luôn. Chị con muốn lấy chữ ký không? Kêu mẹ chở. Nha nhà. Đâu rồi? Như chú Tiến Linh vô rồi. Chưa. Không phải anh thấy con á, cho nên phải ngay mấy bạn nhỏ hiểu không? Đưa lên hai bạn nhỏ, đưa lên. Rồi, Tiến Linh nào, Nguyễn Tiến Linh nào. Yeah. 500 à. 500 là ngon à. Chu the one người được chọn. Chu the one người được chọn. Chu the one. Cái gì đâu con? Chia tay sân nhà luôn hả? Hết sân nhà luôn. Trận này trận cuối luôn con. Đúng rồi con. Sân áo chú lên kìa. Sân áo chú ngon á. Đi đường nào á, đi đâu nữa? Đường tiếp phải không? Đi vô rồi, anh vô rồi. Sao anh cầm cái bịch đó cho mẹ luôn nha con ơi. Anh khỏe quá. Chiến thắng 3-0. Bọn mình đang đứng chờ cầu thủ ra để xin chữ ký nha các bạn. Mình mới vừa xin được cái áo của chú Tiến Linh. Và vui quá. Quá xá là vui luôn. Yeah. Mém xíu nữa là xin được chữ ký của chú là một hộp luôn. Ok. Anh. Ừ. Mình xin hết cho con. Ở đây, đây. Đây. Nhờ anh ký đi. Bây giờ mình đang đứng đợi chú Bùi Vĩ Hào ra để mình xin luôn nha. Ok.
chị? Ở ngoài đi chị. Thôi 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 bây giờ mình sẽ đi ra và đi về. Thôi thì chắc là video dài rồi, thôi tạm biệt các bạn nha. Bye. Bye.